Chào các tân binh của quân đoàn trinh sát. Hôm nay, cà phê nhân phẩm sẽ có một khóa huấn luyện đặc biệt dành cho các chiến binh có mặt tại đây ngay lúc này. Và người sẽ rèn luyện các bạn không ai khác chính là vị đội trưởng mà ai cũng biết là ai, Levi Ackerman. Nhưng mà là phiên bản Shopee, người em khác cha khác mẹ ở bên kia trái đất của Levi, đó là Olaf Ackerman, sẽ thay Levi đứng lớp của chúng ta ngày hôm nay với giáo án Olaf Tiểu Phu Diệt Titan. Giờ thì bắt đầu buổi học thôi nào, Sasageo. Mùng 9 tháng 9, siêu sale ngày hội trăng rằm cùng shop cà phê nhân phẩm.com. Giảm giá toàn bộ tài khoản, sở hữu ngay tài khoản 100 skin chỉ với 99k. Xả ác tồn kho, không lo về giá, với danh mục xả ác tồn kho giảm 70%. Nên giá rẻ, chế độ bảo hành 1 đổi 1, uy tín top 1 Việt Nam. Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn, chỉ có tại shopcafenhanphẩm.com từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Khởi đầu trận đấu bằng một cục đá cầm cây BF. Bãi quái trả về cho anh cặp đôi đồ long, Dyna, Olaf cùng một găng tay. Quyết định bán đi các quân cờ kể cả Dyna để tích được 10 vàng lợi tức. Ba nâng cấp đầu game lần lượt là sức mạnh đoàn kết, vó ngựa hủy diệt và nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Với lượng đồ ít ỏi thế kia thì anh quyết định lấy sức mạnh đoàn kết để được thêm một băng giáp. Ồ mà nếu anh em chưa biết thì trang bị nhận được sau khi lấy sức mạnh đoàn kết không còn là dây chuyền Iron Solari nữa mà là băng giáp. Áp cấp, thêm Leona vào kích thần sứ cho Yone chém, đồng thời cầm băng giáp để có form đẹp ổn định. Nhưng đấy là cho đến khi gặp quả đánh 4 hộ pháp cùng nâng cấp hộ pháp chuyên dụng. Nhìn cái cách ba gà hóa siêu Saiyan đốt lửa từng kẻ địch và cái cách Rakan khiêu vũ giải giới toàn bộ carry thì đành phải đánh cờ Caro thôi. Vòng chợ nhặt về một con Yone cầm đai máu. Thay vì bán đi Yone hay là hai quân một vàng trên hàng chờ để tích 30 vàng thì anh chàng này quyết định up cấp 5 để kẹp thêm con Yone cầm đai máu, gấp đôi canxi hướng tới một cái chuỗi thắng chăng? Thắng, nhưng mà là thắng trong lòng người hâm mộ, chứ làm sao mà đục nổi dàn tranh của nhà này bây giờ. Senna thì thoải mái bắn, còn Tượng Ngọc thì cứ thế hồi máu liên tục. Về nhà quyết định thanh lý Yone đai máu để cho Aphelios vào phụ đam. Cơ mà con Ezreal cuồng đao này gắt quá nên đành chịu thua. Bãi đá trả về thêm một cung, một gậy. Aphelios thì đã 2 sao rồi. Nhưng quyết định của anh vẫn là thêm Lilia nhằm kích đồ long cho con Olaf được hấp thụ dưỡng chất từ đầy đủ 3 tổ hệ của nó. Quyết định không lắp đồ cho Olaf mà chờ thêm một round nữa để có thêm lợi tức từ chuỗi thua 3. Nâng cấp 2 trả về Tiên Tri, sức mạnh khổng lồ và cuối cùng là Du Mục, một nâng cấp chuyên dụng mới dành cho đồ long. Khi chọn cái này mình phải chơi hệt những cái tên, bởi mỗi khi anh em giữ nguyên vị trí tướng đồ long qua mỗi round thì họ sẽ nhận thêm 8% sát thương khi bắt đầu vòng đấu mới, tối đa 4 stack. Và tất nhiên, anh sẽ pick ngay Du Mục để bắt đầu tích sức mạnh cho Olaf càng sớm càng tốt. Và sẽ cần tới 4 round để tích full stack, nên Olaf vẫn chưa khỏe ngay được. Có ghép thêm một cái vô cực thì cũng chả xi nhê. Tích chuỗi thua lên 4. Update được 4 đồ long bằng việc thêm Dyna. Băng giáp được chuyển lại cho Brom. Tiếp tục ván đấu bằng cách đón ngay nhà hộ pháp đầu trận. Đã hộ pháp lại còn tụ điện. Thêm con Shiyu huyết kiếm thế kia thì ai đỡ nổi đây à ba? Nhìn con Olaf tự hủy khi đánh vào Shiyu kìa, trông nó có chán không có chứ. Thôi thì làm nhẹ cái chuỗi thua 5 vậy. Nhưng bù lại là được nhặt đồ sớm, nhặt ngay một cung để biến cây dìu Olaf thành cây súng. Cận chiến không lại thì mình chơi tầm xa. Đối đầu với nhà bạo long 100 up 7 với con Swain đấu sĩ thì đúng thật là tầm xa, nhưng mà tầm này thì mình đi hơi xa. Chuỗi thua 6 liệu có về bờ được không đây? Có vẻ như quay đầu là bờ, ngỡ đâu là biển khi anh vẫn chưa dừng lùi streak được và nâng chuỗi lên 7 rồi. Mong là 7 này không phải là 7 núi, chứ tôi cũng phải thở oxy khi xem anh ta feed liên tục rồi đấy. Mong là round sói sẽ trả những mảnh đồ đủ đẹp để anh có thể lật kèo. Và đấy là... hai cái gì? Cái eo gì mà lắm máu thế hả rồi? Cái game này ép chết người chơi à? Chỗ này chưa đủ nhiều máu hay sao? Cơ mà an ủi là lên được Dyna với Olaf 2 sao mà không cần roll này. Thôi thì cũng tạm chấp nhận được. Gắn thêm giáp máu rồi chiến tiếp thôi. Mấy chú em bơi hết vào đây, giờ anh đã có full stack Du Mục rồi. Nhà nào đây? Anh nhà tài phiệt à? Tiền cũng nhiều đấy, nhưng vẫn đang cố giữ lợi tức 70 vàng. Thì cho mình xin nhẹ tí huyết nhá. Này thì Nunu này, này thì Huyễn Long này. Có cho mình trận thắng đầu tiên sau bao ngày dưới lòng đất. Lựa chọn thứ 3 trả về dựa hơi, chiến lợi phẩm và trái tim siêu công nghệ. Dựa hơi thì phải xếp lại tim, mất hết stack Du Mục. Còn trái tim siêu công nghệ trông cũng hơi đần, nên thôi, liếm cái chiến lợi phẩm cho nó hồi nhiều máu vậy. Giờ đang muốn cháy nên cái gì nhiều máu thì mình ưu tiên. Olaf có thêm hút máu thì ai có thể cản bước được Olaf Gaming đây.
Nhà này ám long Zira Carey cạn tiền à? Có Siphon luôn cơ mà. Trông ghê đấy. Gõ nhẹ cái đầu con Siphon không đồ lên bảng đã này. Tiếp ai nữa đây? Gõ nhẹ thêm con Rakan này. Van Thiền dựng khiên lên cũng trâu đấy, nhưng tiếc là chưa đủ đôi em ơi. Seraphine này, rồi đưa cuối đâu ra đây? Bổ vô cái đầu con Zira này. À thôi, coi như nãy giờ mình chưa nói gì nhá. Vậy là thua, nhưng mà thua một chess nên cũng là không sao. Sau đấy thì vẫn thắng nhà Volibe chiến binh rồng thôi. Tuy 29 máu top 7 nhưng vẫn còn ổn chán anh em nhờ. Ngon, có nhà top 8 rồi. What the hell? Đi chợ lại một lần nữa được ra đầu tiên và bú ngay con Yasuo cầm kiếm. Anh em thấy không? Tất cả đã nằm trong tính toán hết rồi. Người ta chỉ cố tình thua để được lấy đồ trước thôi. Giờ mới bắt đầu comeback này. Cảm thấy chưa đủ nhanh, lắp cho Yasuo một cái Zeke để có thể bóp tốc đánh cho cả Olaf lẫn Diana. Hóa ra ngay từ đầu anh chàng này xếp Diana và Olaf như thế là để nếu có Zeke thì không phải đổi chỗ, không bị reset stack du mục. Quả này não to đấy. Dĩ nhiên với nâng cấp này thì chiến thắng liên tục là có dành cho tay đua cầm rìu của chúng ta. Skip ngay đến round rồng thần để xem anh chàng này sẽ cho Olaf món cuối là gì nào. Một viên ngọc rồng màu vàng đại diện cho những món đồ hoàng kim, long lanh lấp lánh kiêu sa. Với lượng kinh tế dồi dào thế kia thì việc vẽ cho Olaf một món sát thương cực đẹp là dễ rồi. Và đó là một cây diệt khổng lồ ánh sáng cho Olaf. Up được thêm Lilia 3 sao. Đồng thời lên 8, bỏ thêm Yone vào kích 4 chiến binh và 2 huyễn long cùng người em Yasuo. Lắp vuốt rồng cho Pantheon thêm phần cứng cắp. Và giờ chúng ta cùng hướng mắt về trận chiến. Bên kia chiến tuyến là một con Grace mém 3 đồ, nhưng bắn rất lực, lướt lên bắn Pantheon khá đau. Và nhờ lượng kháng phép cộng thêm từ kỹ năng mà sát thương từ Lilia 3 sao như đang gãi ngứa cho quý ông dâu trắng. Không ổn rồi, Olaf đang bị Grace focus. Nhưng đó là Yasuo cùng cú chăn chối tuyệt đẹp, hất tung vị trí Grace. Giữ hắn ta trên không cho Olaf dồn chết hắn. Một chiến thắng nghẹt thở trước dâu trắng. Nhưng giờ thì không có thời gian để thở rồi. Phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để chiến tiếp với nhà chiến binh rồng thôi. Nhờ đại bác mà Olaf vẫn giữ được vị trí an toàn. Thoải mái bổ từ con gấu đến người mù. Bổ không chừa một ai. Trận kế tiếp gặp nhà Zira. Một chiến thắng nhẹ nhàng không tốn giọt mực nào từ cảnh báo chí hết. Tất cả chỉ có gọn trong một câu. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Rao chợ lấy về được một con Diana cầm Zeke, quyết định không chờ Diana mà bán luôn để đóng nhẹ cái Zeke cho gã tiểu phu này như hổ mọc thêm cánh, như con rồng dài cả ngàn mét. Giờ với quả double Zeke thế này thì cây diệt khổng lồ ánh sáng, nó thành cây diệt Titan luôn rồi. Thiếu mỗi bộ động cơ đu dây móc nữa thì Olaf cosplay Levi Ackerman đấy. Liên tiếp là những chiến thắng mà không cần phải tiêu một đồng nào để up team. Rao sứ giả trả cho anh một cây cuồng đao cho Diana. Tiếp tục thắng thêm trận nữa. Và trận kế tiếp, anh áp được thêm Pantheon 2 sao cùng 6 con Olaf rồi. Dĩ nhiên lại là một chiến thắng dễ dàng nữa cho anh. Về nhà, áp thêm con Yasuo 2 sao và con Diana thứ 6. Trận kế tiếp gặp nhà Huyễn Long, bát ulti rất đẹp, nhưng nhiều đấy là chưa đủ để cản con quái vật Olaf. Liên tiếp là những cú bổ kết liễu từng quân cờ một. Đi chợ lấy thêm một ấn chiến binh cho Diana và áp được Olaf 3 sao. Hãy cùng đẩy nhanh tiến độ lên một chút nào. Bắt đầu vòng đấu với một nhà nào đấy tôi cũng không kịp nhìn để bình luận vì Olaf nó hổ quá nhanh. Anh ta hái từng cái đầu một dễ dàng như một con khỉ lấy chuối vậy. Chiến thắng là rất chóng vánh dành cho gã tiểu phu. Trận kế tiếp, đối thủ là nhà Aushin 2 sao, có luôn cả Yasuo 2 đồng hồ cắt và xếp Idas thành trước mặt Olaf nhằm cắt đứt nguồn sát thương duy nhất có thể khiến Aushin chết yểu. Kỹ lưỡng là thế nhưng đối thủ có vẻ quên mất con Olaf này là Olaf diệt Titan, chứ chấp gì dăm ba con rồng quèn. 10 giây là đủ để Olaf xử đẹp hàng trên và cú anh em tràn xuống tiện chú rồng hệ sấm sét lên bảng, rồi tiện chung luôn người chơi xấu số kia dừng ở vị trí top 4. Rao sứ giả trả về một cây huyết kiếm cho Yasuo, up cấp 9 thêm chú khỉ Mỹ Hầu Vương để kích 6 chiến binh. Và với 6 chiến binh thế kia thì nhà đề gia Huyễn Long làm sao mà có cửa đây. Bắt đầu vào trận, Olaf gọi yêu chú ngựa không đầu một cái, nguyên cây máu bốc hơi, tới mức phải nhờ trợ giúp từ Huyễn Long thần sứ thì chú ngựa này mới có thể ra chiêu được. Một pha bóng ma kỵ sĩ theo hướng ngang dính nguyên dàn đồ long, nhưng sau đấy Hecarim cũng phải ngã xuống. Những cú quạt từ đề ra hai quyền trượng ở những giây đầu combat có thể nói như mũi đốt inox, no dam. Tiếp đấy Olaf bổ vào vị trí Yasuo biến kỵ sĩ, nhìn cái cách con Yasuo mất máu hệt như chú ngựa đần Hecarim lúc nãy. Giờ thì không còn gì bảo kê đề ra nữa rồi.
áp sát Deja và tiễn cô rồng lên bảng, tiễn luôn người chơi kia về mức âm 22 máu thôi. Và đó là pha double kill đến từ vị trí tiểu phu diệt Titan, Olaf Ackermann. Top 1 cực kỳ xứng đáng dành cho anh. Ok, tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Và trước khi đi về, các bạn đừng quên để lại cho Cà Phê Nhân Phẩm một like, một share, một đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực mà rút hầu bao, mời lý vai phiên bản hàng hiệu về đứng lớp ở những buổi sắp tới nhé. Bạn đang tìm nơi để thỏa mãn đam mê với Liên Quân Mobile. Nếu vậy còn chần chờ gì nữa mà không có đến ngay với kênh YouTube Cà Phê Liên Quân, nơi cung cấp những góc nhìn đa chiều về phân tích meta, hướng dẫn lối chơi cũng như các thông tin sống động nhất về thế giới eSports AOV nha. Nghe là hấp dẫn hot hòn hòn liền đúng không ạ? Link kênh YouTube tụi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Lên được thôi nào, let's go!